Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh của mình nha. Chúc anh em có một ngày thật là vui. Chúc mừng anh em ra đời chiếc Toyota Camry máy 2.4 bản G nha anh em. Xe này màu bạc biển Sài Gòn nha. Xe này là xe 208. Cái form 208 luôn nè. 208 nhưng mà đồng hồ mới chỉ có 8 vàng nha anh em. Mới 80.000 cây à. Camry, một cái tên rất là quen thuộc với người Việt của mình ha. Nhắc tới Camry thì thấy cái có gì đó nó sang sang. Sang sang 2.4G nha anh em. Nè, anh em nhìn trả đèn nè. Thấy chưa? Cả miếng lùi rồi đầy đủ hết ha. Đó, camera lùi. Logo. Nhắc tới Camry thì thấy có cái gì đó nó sang sang ha. Ok, mở cốp xe cho anh em xem nha. Cốp xe ở đây. Rồi, cốp Camry phân khúc D thì khó cái gì phải bàn nha anh em, cực kỳ rộng luôn. Xe thì chủ xe người ta đã vệ sinh sạch sẽ rồi ha. Mua về anh em chỉ cần đổ xăng và chạy thôi. Không tốn thêm bất cứ chi phí gì thêm ha. Rất là sạch. Xe này chủ xe người ta bỏ tiền ra dọn vệ sinh ở bên mình luôn. Nên nó cực kỳ sạch luôn, bên mình dọn xe rất là kỹ nha anh em. Rất là sạch sẽ luôn. Đây là cốp nó còn nguyên hết nè, thấy không? Chưa đụng chạm gì tới ha. Keo chỉ nó còn nguyên zin hết nha anh em. Đây. Xe bên mình kiểm tra chất lượng rồi ha, không cấn động gì hết. Đó, liền lạc hết nha anh em. Rồi, mở vỏ xe cho mọi người xem nè. Wow, vỏ xe cũng cao lắm. Khá là cao, anh em chạy cũng phải 20-30 ngàn nữa mới thay. Vỏ cơm hô ha, vỏ cơm hô của Hàn Quốc. Mâm thì mâm đa chấu nha anh em, 4 phanh đĩa luôn. Phanh này phanh ABS, có phân bổ được phanh điện tử luôn ha. Màu bạc nhìn nó sáng xe lắm nha mình. Đó, nhìn nội thất nè. Cái này là ốc gỗ luôn ha, cái tay nắm cửa này. Đó, sạch đẹp, chất xe còn rất là đẹp nha anh em. Ghế thì ghế da zin theo xe luôn nha. Zin theo xe. Xe 208 thì nó cũng có cái độ hao mòn nhất định rồi, anh em cũng phải chấp nhận ha. Nhưng mà cái da này rời sướng lắm, đã lắm. Nè, trần vọng thì sạch sẽ ha. Đó, thấy chưa. Ghế này có, ghế phụ này có chỉnh điện luôn nha anh em. Chỉnh điện nè. Đó, lên xuống chỉnh điện luôn ha. Trượt nè. Đó, trượt xuống. Có cửa gió hàng ghế thứ hai luôn nè. Làm lạnh rất là nhanh ha. Rất là tốt. Ở đây là ốp gỗ hết nha anh em. Camry mà, nó sang lắm. Nhìn nó có vẻ gì đó rất là sang trọng ha. Màn hình DVD. Đó, người ta bọc da cho, người ta bọc cái vô lăng lại, nhìn nó có vẻ gì đó nó rất là thể thao ha. Trần bọc thì sạch sẽ ha, không vấn đề gì hết. Camry thì chất lượng chạy thì anh em khỏi phải bàn rồi ha. Chất lượng của xe nó là khỏi phải bàn rồi, chạy rất là đầm chắc. Dòng này thì quá lành luôn, cực kỳ lành luôn. Xe này chỉ cần đổ xăng và chạy thôi ha. Anh em bảo dưỡng định kỳ đầy đủ thì chẳng có gì phải lo hết. Đây, ghế chỉnh điện luôn nha anh em. Ghế lái chỉnh điện luôn. Đó. Gương gập chỉnh điện nha. Gương gập chỉnh điện hỗ trợ đậu xe nè. Có cả miếng lùi bữa nãy á. Đây, cho anh em xem vô lăng nè. Vô lăng có điều khiển nhiệt độ, inform auto, âm lượng nữa đây ha. Cái này có đồng hồ nè. 79.197 km nha anh em. 79.197. Đó, màn hình DVD nè. Mình đang mở gió, nó hơi lớn, sợ nó ù. Đó, nội thất thì rất là đẹp ha. Chẳng có gì phải bàn hết trơn á. Đây có túi khí nè, cái này là ốp gỗ nha anh em. Cái này là gỗ luôn nè. Đó. Ghế bên này là ghế điện luôn. Bên này là ghế điện luôn, chỉnh điện ở đây. Chỉnh điện phía bên kia nữa. Đây, tựa để tay nè, có đồ học đường đổ chỗ này rất rộng ha. Rất là rộng rãi luôn. Mình đang ở trong phòng kính, mình không có tiện mở máy nên anh em thông cảm nha. Cái phòng này là phòng kính luôn. Nè, anh em nhìn cái logo nè. Không có vết tróc vết trầy gì luôn ha. Rất là phê. Rồi, mình mở capo cho anh em xem nha. Đó, đóng cái cửa nghe nó rất là chắc chắn ha. Nè, gương nè. Rất là đã.
Đó, anh em thấy trái đèn không? Trái đèn còn sáng lóa luôn ha. Xe 208 mà chất xe như vậy là rất là đẹp rồi nha anh em. Rất là đẹp rồi. Ok, mở khoang máy cho anh em xem nha. Rồi, đây máy xe nè mọi người. Máy xe đã được bên mình dọn dẹp vệ sinh rồi nha, sạch sẽ hết ha. Không xì xọt gì hết trơn á. Đó, có ti nè, cái ti này nó... Đây, anh chủ anh vừa thay luôn, mới keng luôn ha. Đó, xe này không cấn đụng gì hết nha anh em. Máy móc đồ ok hết, chạy rất là sướng. 2.4 rất là mạnh nha anh em. Chạy đạp một phát là dính liền, rất là sướng. Dòng Camry này thì quá đổi là gần gũi với anh em rồi ha. Anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ cho mình. Số điện thoại là 0972 608010 ha. Để xem mà chốt em này liền. Rồi mình nói luôn mức giá xe này nha, cực kỳ tốt luôn. 463 triệu nha anh em. 463 triệu thôi. Có chiếc Camry. Chạy rất là đầm chắc nha anh em. Xe này thì mua về anh em bảo dưỡng định kỳ 5.000 cây đầy đủ thì đi miết không bao giờ. Không biết bao giờ mới hư luôn á. Sườn bọng rồi còn nguyên zin hết nha, không một mọt gì hết. Rồi, ok, anh em quan tâm xe này thì cứ liên hệ cho mình nha. Số điện thoại 0972 608010. Rồi anh em muốn bán xe giá tốt thì cứ liên hệ cho mình, sẽ hỗ trợ cho anh em giá tốt nhất. Giao dịch thì chỉ một lần thôi, tốc độ luôn. Rồi, đây là mình đang ở trong trung tâm chăm sóc xe cao cấp của Anycar nè. Làm tất cả các hạng mục về chăm sóc xe nha, làm đẹp, bảo dưỡng, rồi đánh bóng bề mặt sơn tới phủ nano luôn nha. Anh em quan tâm thì cứ đem xe đến ha. Cho xe đến sẽ làm chất lượng là khỏi phải bàn luôn, cực kỳ tốt cho anh em luôn. Giá cả thì phải chăng. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Ok, chào mọi người.